hay bây giờ thuê tam chấm nứa rồi bây giờ thành tiết cứ dùng mưa khơi này kì có đôi dương khơi bà Giê-xu đài Sư bóng phố ôn chí tí sở lãnh nơi thằng ngày nít trong mê nó chạy rộng lệch bà bàn tu đâm năng lõ đại dương sử đáp nơi thằng ngày sau từ tí bí nơi rời đời ọp ọ sá tô bà Giê-xu dương mộc rời ọp ọ sá tô bà Kri dương mộc nơi bì môn dương hai rời đời rung chăm thằng ngày sau này dương sử đáp bà bàn tu đâm năng lõ tam sân tạ mát thái châm phúc đọp rầm bí khó đọp đọp khó đọp bấy đại miên ri rộp ọm bì trong sở vẽ xua bà Giê-xu thả hạ đà vấy bàn chìa khổng cùng bí cư miên chai nhầm bí thả lục áp chìa kỳ rây lì trời mọc bốn đảm bê riêp chom plơi thoai bà Kris nâng bà Giê-xu bàn bần dô lập rạp kê thả áp chìa kỳ rây lì nú mò hời hay kì mần bàn tù skoá kì bàn thư bạp lốc hay bọt mần úc có kê nâng thư bạp đôi khí nì đài trong cuộc đời đam mong lo này thằng này cứ chui dương từng ở khi này chỉ kri bỏ đi sát ở dương che bị cha rồi na om pi pratikap sim sim om pi ti sum qua để bên che om pi vitamin rồi bỏ pre kri để dương mọc bề khai này trong chỉ vừa bỏ dương bị bạ rok khơi đá dương bị bạ rok khơi vitamin rồi bỏ pre ống đôi ở nơi đây nơi ru ru nơi sự mai pre Giê-xu miền này tha nơi sự mai nú cần đặt Pharisi nên bộ thọ mi chá kêu râu rừng Bà Giê-xu chỉ trán hay pê đê sơn tạ Gioan Bà Tí máu chỉ cần đây Gioan Bà Tí bàn thừa bị thi chỉ mới tự ấy kê bàn để dây khăng khăng nhận tới bàn tay cởi máu kê có từ tuổi quá nhưng đằng thà kê bàn chạp lục Gioan Bà Tí đã khung khén hay đại hiệp rốt bàn ấy kê cắt cò lục Gioan Bà Tí nơi cần bị thi chụp liền muối ở bò sạt tố khu cầm nát rồi bỏ Prima Sấy hay chỉ bỏ trầy rồi bỏ Prima Sấy bàn ruộng sơ bài dân tới hay sơ đại bàn sân giác hay bàn sục chất cắt co lưu dàn bà tích trên này bên lúc cắt co nơi chung buồn một phần như từng ơ mê nây thá vô kê từng ơ khí ní đôi chìa mân tư tu sko lưu dàn bà tích chìa bà chìa kỳ rì lì đầy dương bọc hà bây đôi chìa kê từng ơ khí ní khơi lưu dàn bà tích bà thay kì dùl lập rù biếp xênh riêng ai Bà Giê-xu vậy, Bà Giê-xu bật dồi kia tam rồi biết xe, để sao Bà Giê-xu mình phải để xe công pi chia cái đấy mà là khi đại miền trên thái dương đừng chặt chia cái đấy Eli ở một môn ngay rồi bỏ Bà ông mới cha làm bay một vài chất phục từ đầu côn một vài chất côn từ đầu phục nữa Bà Giê-xu mình phải để xe để bàn tay Bà Giê-xu chia lại từ cầm sự việc thái chia cái đấy Eli bàn một hai bàn tay khi mình được tu sửa cái khơi nhà Luca Gioan Baptist còn tại chia chia cái đấy mà nữa hay khi mình được tu sửa riêng Bà Giê-xu vô tha Gioan Baptist ní cứ chia chia cái đấy Eli đại mốc về nơi tha Luca Gioan Baptist bàn mốc hay bàn điệp trong lời thoại Bà Christ hay Bà Giê-xu tha ní chia chia cái đấy Eli về nơi tha cất mốc mình men men chung mua được chia cái đấy Eli bàn tay cất bàn bấm ping một nghĩa chia chia cái đấy Eli thế chỉ buộc Bà Giê-xu tha ní chia sinh nhà dầm có làm pi cà điệp trong lời đam bị thoại Bà Christ hay nè đại mốc khỏi chia cái đấy Gioan Baptist này cứ Bà Giê-xu mà này là Bà ông chia Bà Christ trên này không hạt bỏ này nghe nói mà dân kết này không chỉ vừa bỏ dương chỉ kỳ bỏ sát ta dương từng ngọt này khơi này không chỉ vừa bỏ dương bởi dương mơ lòng bì bỏ vọt bỏ chỉ vừa bỏ dương mẹ mẹ để chỉ chỉ vật lời nhiên bỏ dương ta miên bật tự kàn ạc là đại bằng hai nhầm bì vật tự miên bỏ Bà Giê-xu bằng hai nhầm bì Bà Christ dương mộc cùng nơi chìm bồi dưỡng hai bờ tiên nơi dưới từng ở khí miền đây dừng khâm miền nằm nọ sờ bài bề khá dưỡng có bị bạ rốt khơi đáy nơi không chỉ vừa bỏ dưỡng vì thế nơi không rốt đời ở bò sở tổ Bà Giê-xu dưỡng bảo ní số mà dưỡng rí kết bị chà rà nà em bị châm đoạch nâng em bị rồi biết đời dưỡng mơ bà tự cảm xin xin đầy cả láng dưỡng mơ là chỉ vừa bỏ dưỡng dưỡng mơ bóng bộ ôn bỏ dưỡng đời dưỡng chụp chỉ riêng rõ tháng ấy tá dưỡng vô giang đồn mình đầy hay bây giờ thuê tam chấm nứa rồi bỏ dưỡng thành tiết cứ dùng mưa khơi này kì có đôi dưỡng khơi Bà Giê-xu đài ủi thì họ nè nên chỉ chấm nội mùi trên này không chỉ vừa bỏ dưỡng xôm dưỡng xâm lăng mơ hái dưỡng vi này chạy ta sẽ kì đây lúc bỏ hai nhằm phí vật thầm biên bỏ Bà Giê-xu rước chia sẽ kì đây một xên hay bây giờ dô thà nó chỉ bằng hai nhằm phí vật thầm biên bỏ Bà Giê-xu này không chỉ vừa bỏ dưỡng rồi bà thầy cả đi dưỡng chuốc
ព្រះតកានោះនឹងណែនាំឲ្យយើងមានអំណរហើយណែនាំឲ្យយើងរស់នៅតាមរបៀបមួយផ្សេងពីធម្មតាមានន័យថាយើងយកចិត្តទុកដាក់រស់នៅតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងរស់នៅដោយប្រព្រឹត្តកិច្ចការផ្សេងៗដែលមានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចឹងនៅក្នុងរដូវនេះថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលយើងស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនឹងល្អយើងសូមអង្វរព្រះជាម្ចាស់ជួយបំភ្លឺណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាជាគ្រីស្ទប
ខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងបានឃើញសញ្ញាសម្គាល់អំពីវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងលោកនេះនិងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីយើងកែប្រែឲ្យរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអាមែន